DJI Mavic 3 hướng dẫn liên kết. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách liên kết DJI Mavic 3 với bộ điều khiển từ xa. Đầu tiên, các bạn bật nguồn máy bay và bộ điều khiển từ xa. Tiếp theo, kết nối thiết bị di động của bạn với bộ điều khiển từ xa và mở ứng dụng DJI Fly. Quan sát trên màn hình thiết bị di động của bạn sẽ xuất hiện một lời nhắc có nội dung hướng dẫn kết nối sẽ xuất hiện ở góc bên phải phía dưới của màn hình, cho biết rằng bạn cần phải liên kết giữa máy bay và bộ điều khiển từ xa trước khi sử dụng. Nhấp vào hướng dẫn kết nối trên màn hình và làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc liên kết. Khi bộ điều khiển từ xa kêu bíp và đèn LED báo pin nhấp nháy theo trình tự, có nghĩa là thiết bị đã sẵn sàng để liên kết. Tiếp theo, nhấn giữ nút nguồn của máy bay trong khoảng 4 giây và thả ra, sau đó sẽ có một tiếng bíp lớn và hai tiếng bíp ngắn. Đèn LED sẽ nhấp nháy theo thứ tự, cho biết việc liên kết máy bay giữa tay điều khiển đang được tiến hành. Khi bộ điều khiển từ xa dừng tiếng bíp và đèn LED của hai thiết bị ngưng nhấp nháy, chế độ xem camera xuất hiện trên màn hình, có nghĩa là máy bay và bộ điều khiển từ xa đã được liên kết thành công. Chúc các bạn thành công!